Trong số 3 anh em ruột, tôi thuộc dạng có kinh tế vững vàng nhất. Gia đình tôi chưa bao giờ phải lăn tăn chuyện tiền bạc, bởi mỗi tháng, tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi cũng hơn 50 triệu đồng. Tuy có điều kiện, nhưng chưa bao giờ tôi đường hoàng có thể giúp đỡ các em của mình. Tất cả cũng bởi vợ tôi quá keo kiệt. Chính vợ tôi đã làm cho tình cảm của anh em, bố mẹ chồng trở nên sứt mẻ từ khi nào không biết. Dạo trước, bố tôi từ dưới quê lặn lội lên chơi. Vừa thấy ông bước vào cổng, tay không mang gì ngoài chục trứng gà, vợ tôi đã tỏ thái độ này nọ, không bằng lòng. Cô ấy bảo, con thấy nhà người ta, ai dưới quê lên cũng tay xách nách mang, cả đống đồ chứ chẳng ai tay không như bố đâu. Thấy bố tôi ái ngại, tôi phải thanh minh rằng chính mình bảo bố làm như vậy. Với lại, trên thành phố thiếu gì mà bắt các cụ xách lên cho mệt. Bố tôi mới ở lại chơi được 2 ngày, vợ tôi đã nóng ruột vờ hỏi, bố định ở chơi bao lâu ạ? Vợ chồng con bận tối mắt, sợ không có thời gian tiếp chăm sóc bố đâu. Lúc đầu, bố tôi tính chơi lâu, nhưng khi nghe con dâu nói như thế, ông cũng lấy cớ để về quê sớm, kẻo không có ai chăm sóc vườn tược. Bố tôi lâu ngày mới lên chơi, mà mâm cơm của vợ khiến tôi đến là xấu hổ, vì toàn rau là rau. Biết vợ tính toán chi ly, nên tôi liền nhăn nhó bảo cô ấy nên cải thiện bữa ăn. Ai ngờ, vợ tôi vừa chỉ tay dí mạnh vào cái bụng phệ của tôi, vừa chua ngoa đáp lớn. Cái bụng mỡ thế kia mà còn đòi ăn sướng. Bố ở quê, gà lợn nuôi cả vườn rồi, thấy đã ngán, chứ nói gì chuyện ăn thịt nữa. Đến hôm bố tôi về quê, ông cụ có nhắc rằng cuối năm nay họ hàng sẽ tổ chức lễ tảo mộ lớn. Ông yêu cầu vợ chồng tôi phải về và đóng góp 5 triệu đồng để sửa sang lại mộ tổ. Tôi thì gật đầu đồng ý ngay, còn vợ thì kêu oai oái. Cô ấy không biết vô liêm sỉ liền hét toáng lên. Ôi giời, ở quê cứ rảnh quá đấy mà, nên bày vẽ nhiều lễ lộc làm gì cho rách việc. Các cụ cứ tưởng trên này nhiều tiền lắm ấy, nên muốn phán bao nhiêu thì phán. Xong câu nói của con dâu, bố tôi buồn lòng, rồi đùng đùng bắt tôi trở ra bến xe. Tôi thì tức giận, liền tát vào mặt vợ tôi một cái để cảnh cáo thái độ láo xược của cô ấy. Người thân thiết mà cô ấy còn đối xử không ra gì, huống hồ là người ngoài. Vợ tôi keo kiệt đến nỗi còn trả giá cả tiền rác đóng mỗi tháng cho nhân viên môi trường và đủ các việc khác. Có lần tôi đưa con đi chơi công viên, thấy có đứa bé bán vé số mặc quần áo rách tả tơi nên tôi kêu lại mua giùm nó một tờ. Giá vé là 10.000 đồng nhưng tôi lại đưa cho nó 20.000 và bảo cháu bé đừng đưa lại tiền thừa. Vậy mà vợ tôi lại chạy đùng đùng đến lấy cho được tiền thừa. Đã vậy, vợ tôi còn cao giọng đánh đá. Anh bị mù à, bọn nó ăn mặc thế để người khác thương hại, chứ toàn là đóng giả đi lừa tiền thiên hạ thôi. Đồng tiền hai vợ chồng tôi kiếm được không phải eo hẹp gì cả, có cho người ta một chút thì có làm sao. Vậy mà vợ tôi lại hành xử một cách ghê gớm như vậy thì thật quá là xấu hổ. Nhiều lần tôi khuyên nhủ, thậm chí to tiếng về chuyện chi tiêu tiền bạc dè dặt của vợ, cô ấy đều bốc chát, đưa ra đủ lý do để không chịu tiếp thu. Chính lối sống keo kiệt của vợ mà đến bạn bè và người thân của tôi cũng bị cô ấy cho làm bẽ mặt và dần quay lưng với tôi. Chung sống với nhau đến 7 năm trời, có một đứa con kháu khỉnh và kinh tế cũng thuộc hàng khá giả. Vậy mà vợ tôi suốt ngày than thở như mình cơ cực lắm. Tôi cũng không phải thuộc dạng đàn ông thích tiêu xài phung phí, nhưng nhìn cảnh vợ mình quá keo kiệt và buồn xỉn, tôi cũng thấy mệt mỏi. Tôi phải làm gì để vợ hiểu ra và bớt cái thói ki bo bây giờ?